Này các bạn, tôi là Ellie từ Game 3. Và như bạn có thể thấy ngày hôm qua, Tumbaton đã phát hành phiên bản alpha của trò chơi. Để có được một lĩnh vực về trò chơi như thế nào, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chơi của nó để bạn có thể đánh giá xem bạn có muốn đầu tư vào trò chơi hay không. Trận chiến xe tăng là sự kết hợp của chiến lược và các yếu tố thần tượng mà bạn có thể đặt tiêu đề cho xe tăng và để họ tự bắn. Nếu bạn không biết trò chơi là gì, bạn có thể xem video đánh giá dự án của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy thử trò chơi. Để tạo một tài khoản, chỉ cần truy cập app Tumbaton Co-Transfer và kết nối ví của bạn và nhấn tạo tài khoản. Bây giờ hãy nhớ tạo một tài khoản. Ví của bạn phải có 250 mã thông báo. Nhưng hãy đảm bảo xem xét một cách khôn ngoan. Sau đó, đi xuống phần bên dưới và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Vì vậy đây là giao diện trò chơi. Như bạn có thể thấy ngay tại đây, chúng tôi có rất nhiều phần trong màn hình chính. Và hầu hết trong số này rất tiếc là không có sẵn. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể đánh giá các xe tăng. Elap vào phần chiến dịch. Bây giờ phần xe tăng giới thiệu Enfetti hoặc xe tăng. Trong trường hợp này trong phiên bản Enfer, như đã cung cấp 7 xe tăng ngẫu nhiên để thử và trải nghiệm lối chơi. Những chiếc xe tăng này đều được chia nhiều loại. Chúng tôi có những cái chung, những cái hiếm. Chúng ta có những cái sử thi và một cái thần thoại. Vì vậy như bạn có thể thấy ngay tại đây, mỗi bể có một biểu tượng cho thấy loại của nó. Nhưng những biểu tượng này là gì? Rõ ràng trận chiến xe tăng có một phạm 6 xe tăng phù hợp. Chúng tôi có xe tăng hỗ trợ, họ tập trung vào chữa bệnh và đệm ảo giác. Chúng tôi có ship EGC. Chúng có sát thương vừa phải và có thể tấn công. Xe tăng ở phía sau, chúng được coi là thiệt hại chính của đội. Chúng tôi cũng có xe tăng phòng thủ. Chúng là những con tăng kỳ và có thể gây sát thương cho đội. Chúng tôi cũng có xe tăng hạng nhẹ. Tôi gọi đây là những sát thủ. Vì họ có hình ảnh cao và một người có thể chụp những người yếu đuối. Cuối cùng chúng ta có xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nặng. Họ là người cân bằng và có thể phù hợp với nhiều vai trò. Còn phần phòng thí nghiệm thì sao? Chúng được sử dụng để tăng cấp cho xe tăng bằng cách trả một lượng đá quý, nâng cấp vào phần cung cấp thông tin. Rất tiếc là không có sẵn. Bây giờ sau khi hiểu các xe tăng và phiên vòng đua, chúng ta có thể chuyển sang phần lệnh và đưa xe tăng ra trận. Tôi sẽ thử nhiệm vụ đầu tiên ngay bây giờ. Được rồi, tiếng gọi của trận chiến xe tăng. Trò chơi là cách anh ấy sắp xếp đội của bạn. Như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều loại xe tăng. Bạn có thể thấy chúng tôi có một mạng lưới vị trí bể. Và những chiếc xe tăng chúng ta tấn công từ phải sang trái. Vì vậy giả sử chúng tôi sắp xếp nhóm của mình như thế này. Đúng vậy, anh chàng da cam ở đây sẽ tấn công trước. Sau đó anh chàng này rồi anh chàng này. Đội của chúng tôi cũng tấn công lớp ngoài của đội đối phương trước. Điều đó đang được nói rằng tôi sẽ đề nghị có ít nhất 2 xe tăng phòng thủ trên tiền tuyến và 1 xe tăng hỗ trợ ở tuyến sau để chữa lành và che chắn cho đội. Và cuối cùng là 2 xe tăng tấn công ở tuyến sau. Được rồi, nhóm của chúng tôi sẽ trông giống như thế này một chút. Và tôi sẽ hướng dẫn sâu hơn về làm thế nào để giành chiến thắng trong trò chơi này. Vì vậy bạn có thể theo dõi chúng tôi. Được rồi, tôi đặt nhóm của mình như thế này. Và chúng ta có thể thử chơi trò chơi một chút. Bạn chỉ cần sắp xếp các bể chứa và tất cả họ đều chiến đấu một mình. Đây là đánh giá và suy nghĩ của tôi về xe tăng bạt tân. Đầu tiên, mặc dù chỉ là một trò chơi thần tượng khác, tôi đọc nó tốt hơn hầu hết các trò chơi Enfetti khác. Điều này là bởi vì mặc dù anh ta xe tăng tự chiến đấu, chiến lược vẫn rất quan trọng. Thứ hai, xe tăng không được gắn ngẫu nhiên, mà là từ làn đường này sang làn đường khác. Họ cũng có đặc biệt, loại gây hại và loại phòng thủ. Vì vậy các cầu thủ có thể chọn dựa trên phong cách và chiến lược của riêng đội. Ví dụ, bạn có thể đi xe tăng một phát như xe tăng thỏa thích, hoặc gây tổn thương đường thở bằng cách sử dụng ACBDC. Hơn nữa sự hỗ trợ, đồng thời trong trò chơi này được đối xử tốt, vì họ có quyền lực tốt và hỗ trợ đáng kể trong việc chữa bệnh. Không giống như nhiều trò chơi có các nhân vật phụ trong một tuần và gần như vô dụng khi so sánh với những lời cảm ơn. Và đó là đánh giá trò chơi trận chiến xe tăng. Các bạn nghĩ gì về trò chơi?
và ý kiến của bạn ở bên dưới trong phần bình luận. Nếu bạn thích video, bạn có thể ủng hộ nó. Và nếu bạn thấy video hữu ích, vui lòng xem xét đăng ký. Chúng tôi sẽ bắt kịp với các bạn sau. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.